Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xem Tì trên HITV. Chương trình được phát sóng vào thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Người Hưng Yên cầm đến quả nhãn là nhớ đến quê hương, mà cầm đến quả nhãn là nhớ đến cội nguồn. Có những lần đói, nhưng mà có quả nhãn của quê hương, coi như là cái mạch sống nó trở lại với mình. Cây nhãn có thể gặp ở khắp ba miền trên đất nước ta, nhưng nói đến quê nhãn, người ta nghĩ ngay đến đó là Hưng Yên. Tên của một loài cây đã trở thành thương hiệu của một vùng quê từ ngàn đời. Quê nhãn, đất nhãn, xứ nhãn lồng. Cây nhãn đã đi vào ký ức tuổi thơ, in hằn trong tâm thức của những người xa quê. Nhãn đi vào thi ca, nhạc họa, nhãn là nguồn sống không thể thiếu và trở thành mạch nguồn văn hóa của người Hưng Yên. Con gái Hưng Yên mắt đen hạt nhãn, con gái Hưng Yên thắt đáy lưng ong, con gái Hưng Yên hàm răng như ngọc, con gái Hưng Yên cũng rất kén chồng. Từ cái chùm nhãn, từ hương vị của nhãn mà gây cho tôi rất là nhiều cảm xúc, làm thơ, rồi viết văn, rồi làm kịch bản điện ảnh, kịch bản sân khấu. Hỡi quê mới thân yêu, tôi cùng người trồng nhãn mới. Tôi cũng nghĩ ngay đến là cây nhãn, và người Hưng Yên phải mang cây nhãn lên rồng ở quê mới. Hai tập phim tài liệu Nhãn lồng mạch nguồn văn hóa Hưng Yên với những góc tiếp cận mới về cây nhãn Hưng Yên sẽ đưa quý vị và các bạn đến với những cảm xúc sâu lắng tha thiết nhất về quê hương với hình bóng cây nhãn ngàn đời. Ở đó là những cảm xúc chân thật nhất của người xứ nhãn ở khắp mọi miền về mạch nguồn văn hóa quê hương trong hình bóng cây nhãn quê nhà, là nơi mang đến nguồn cảm hứng sáng tạo tuyệt vời cho các văn nghệ sĩ tạo nên các tác phẩm để đời. Mời quý vị và các bạn đón xem hai tập của bộ phim tài liệu Nhãn lồng mạch nguồn văn hóa Hưng Yên sẽ phát sóng lần lượt vào lúc 20 giờ 20 phút Chủ nhật ngày 23 tháng 8 và 20 giờ 15 phút thứ Hai ngày 24 tháng 8 trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình cũng sẽ được đăng tải trên website hungyentv.vn, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 và kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên vừa triển khai Hưng Yên TV Go, app xem truyền hình HITV trên smartphone. Cài đặt Hưng Yên TV Go, khán giả sẽ theo dõi và xem lại những chương trình truyền hình phát trên sóng truyền hình Hưng Yên. Tải ứng dụng Hưng Yên TV Go bằng cách nhập từ khóa Hưng Yên TV Go trên phần tìm kiếm ứng dụng cài đặt. Ứng dụng sẽ tự động cài đặt trên phiên bản iOS và Android. Quý vị truy cập vào địa chỉ http://www.hungyentv.vn để biết thêm chi tiết. 18 giờ 30 phút tối thứ Bảy hàng tuần, chương trình Ca khúc vượt thời gian giới thiệu về tác giả, tác phẩm, sức sống các bài hát đi cùng năm tháng. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tiếp tục phát sóng game show Thắp sáng tài năng xứ nhãn được tổ chức giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Sở Giáo dục Đào tạo cùng VNPT Hưng Yên, Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HITV và trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. 30 tập của bộ phim truyền hình Lửa trên băng được phát sóng trên kênh Hưng Yên vào lúc 20 giờ 30 phút từ ngày thứ Hai đến Chủ nhật. Quý vị và các bạn thân mến, một xem tì trên HITV của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.